Chào mừng tất cả các em đã đến với lớp chính tả của cô ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe viết bài chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Trước hết, cô sẽ đọc qua bài một lần nhé. Hàng năm cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến, mặt trời chưa mọc, từ các buôn bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc thêu Lê Tấn. Cô sẽ đọc lại bài một lần nữa nhé. Hàng năm cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến, mặt trời chưa mọc, từ các buôn bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc thêu Lê Tấn. Các em hãy cho cô biết những chữ nào trong bài chính tả trên được viết hoa. Các em có 10 giây suy nghĩ và trả lời nhé. Mười giây kết thúc. Chắc các em cũng đã có kết quả của riêng mình. Chúng ta cùng xem kết quả của cô nhé. Ngày, hằng, hàng, mặc, cát, Tây Nguyên, ê, mơ. Các em có thể cho cô biết vì sao những chữ này được viết hoa không? Các em có 10 giây suy nghĩ và trả lời. Mười giây kết thúc. Đáp án đó chính là vì các chữ đó là chữ đầu câu và có chữ là tên riêng như Tây Nguyên, ED, Mơ Nông. Sau đây chúng ta cùng lưu ý một số từ khó mà các em dễ viết sai nhé. Tây Nguyên, ED, Mơ Nông, đây là các tên riêng. Tây Nguyên là tên của một vùng, nên viết hoa cả chữ Tây và chữ Nguyên nhé. Ê-đê và Mơ Nông là tên của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, nên các em phải viết hoa chữ đầu, đó là Ê và Mơ, và giữa hai chữ có dấu gạch nối nhé. Ngoài ra, còn có các từ khó như buông, rực rỡ, đeo vòng. Các em nhớ lưu ý những từ này nhé. Cô lặp lại, đó là cái từ Tây Nguyên, ED, Mơ Nông, buông, rực rỡ, đeo vòng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau viết bài Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Các em cùng dở tập ra và viết với cô nào. Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Hàng năm phải hàng năm phải cứ đến mùa xuân phải cứ đến mùa xuân phải cứ đến mùa xuân phải đồng bào ED phải đồng bào ED phải mơ nông đồng bào ED phải mơ nông
lại tưng bừng. Lại tưng bừng. Lại tưng bừng. Mở hội đua voi. Chấm. Mở hội đua voi. Chấm. Mở hội đua voi. Chấm. Các em viết kịp không? Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Hàng trăm con voi. Hàng trăm con voi. Hàng trăm con voi. Nục nịch kéo đến. Chấm. Nục nịch kéo đến. Chấm. Nục nịch kéo đến. Chấm. Mặt trời chưa mọc phải. Mặt trời chưa mọc phải. Mặt trời chưa mọc phải. Từ cát buông phải. Từ cát buông phải. Từ cát buông phải. Bà con đã. Bà con đã. Bà con đã. Nườm nượp đổ ra. Chấm. Nườm nượp đổ ra. Chấm. Nườm nượp đổ ra. Chấm. Cô đọc rất là chậm, các em viết chữ đẹp lên nhé. Các chị mặc những chiếc váy. Các chị mặc những chiếc váy. Các chị mặc những chiếc váy. Thêu rực rỡ phải. Thêu rực rỡ phải. Thêu rực rỡ phải. Cổ đeo vòng bạc. Chấm ba chấm. Cổ đeo vòng bạc. Chấm ba chấm. Cổ đeo vòng bạc. Chấm ba chấm. Bài viết chính tả đã kết thúc. Các em dò lại nhé. Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Hàng năm phải, cứ đến mùa xuân phải, đồng bào ê đê phải, mơ nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Chấm. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Chấm.
Mặt trời chưa mọc, phải. Từ các buôn, phải. Bà con đã nườm nượp đổ ra, chấm. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, phải. Cổ đeo vòng bạc, chấm ba chấm. Bài viết chính tả đến đây đã hết. Các em cùng nhau luyện tập với cô nhé. Câu đầu tiên, điền vào chỗ trống L hay N. Các em có 2 phút để suy nghĩ và trả lời đoạn thơ dưới đây. 2 phút bắt đầu. Hai phút đã kết thúc. Các em đã có đáp án của riêng mình chưa? Cùng cô sửa nhé. Câu đầu tiên. Năm gian lều cỏ thấp le te. Ngõ tối đêm sâu đốm lập lòe. Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt. Làng ao lóng lánh nước trong loe. Nguyễn Khuyến. Cô đọc lại một lần nữa nhé. Năm gian lều cỏ thấp le te. Ngõ tối đêm sâu đốm lập lè. Lưng dậu phất phơ màu khói nhạt. Làng ao lóng lánh bóng trăng loe. Bài học đến đây đã kết thúc. Các em nhớ về nhà xem lại bài, chép lại những từ đã sai. Xem trước bài quả tim khỉ nhé. Tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.